Mai xin chào các cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay thì Mai có hẹn với Jada nhưng mà Mai xuống trễ nè. Xíu thăm cho Mai hôm. Xíu muội giờ chứ muội mở cửa cho Jada và Jada bà tới bà tự lấy đồ bà tự rửa chén luôn y như nhà bả vậy đó. Tụi Mai thì chơi với nhau rất là thân ha. Nên tới nhà nhau không có giữ kẻ gì đâu cô chú anh chị. Nè Jada nó mua tặng cho Mai cái cối tiếng chì trên shop Bombo. Nó mua tặng Mai cái cối đó xong rồi nó còn rửa sạch cho Mai nữa chứ. Bây giờ thì Mai đi luộc bún để hai đứa ăn bò kho. Hôm nay là tụi Mai có hẹn sẽ đi làm nail chung với nhau cô chú anh chị nên là Jada nó qua đây mà trước khi đi thì tụi mình sẽ ăn uống lúc nào cũng dễ hết trơn á. Ok. Đó, nó có trợ lý nó kêu Mai là đi rửa này cho nó đi, nó kêu ok. Tại Mai thì luộc bún với lại nấu lại bò kho để hai đứa mình ăn bò kho bún chứ không có ăn hủ tiếu tại tụi Mai thích ăn bún hơn. Jada. Another one I gave you about the tamarind something that one. Yeah. Okay. Nó kêu lấy chanh là cho nó. Lấy gì me cho nó. Rồi được rồi đây. Ngon vậy. I suppose my teeth, I don't know any taste. Sort it a little bit more. This one? Mình tắt kem nè. Nó nói mà cũng bắt chước tiếng Thái cơ chứ vậy. Mình tắt kem nè. Okay. Đây, nước sôi, xả bún vô luộc thôi, bún này là của Jada cho Mai luôn á, bún của người Thái, luộc cho nó ăn cho nó vừa bụng nó. Ooh, it looks good. Okay. Ngon quá. Xíu muội ơi, bỏ chỉnh ra cho mẹ để nè. Đây cái sợi bún của người Thái nó nhỏ hơn cái sợi bún của mình cô chú anh chị. Bây giờ Mai sẽ múc bò kho cho Jada thôi. Đây cả nhà bò kho Jada. This is your. Xíu muội thì nó ăn rồi cô chú anh chị ơi, nó không có ăn nữa. Mai mời nó nãy giờ luôn mà nó không ăn ha. Chứ không phải là Mai không có quan tâm đến con. Mẹ nào cũng muốn cho con mình ăn nhiều hết á mà nó không ăn thì Mai chịu thôi. Rồi, tụi mình ra ăn bò kho. A few moments later. Đây cô chú anh chị ơi, Mai với Jada là ăn hết hai tô bò kho rồi đó. Còn gỏi đu đủ thì còn chút xíu nữa thôi, bây giờ Mai dọn dẹp. Đây bây giờ thì mẹ con với lại mẹ con Mai với Jada sẽ đi làm nail của chính chị làm móng. Hôm nay xíu muội sẽ muốn sơn móng tay tại vì không phải là xíu muội muốn mà Mai rủ xíu muội đi chung. Xíu muội hôm nay được nghỉ học ở nhà nên thật ra là sẽ đi chung với hai đứa tụi mình nên xin mời cả nhà cùng đi làm móng với Mai và Chi Đà nha. Cô chính chị ơi, đây thì Mai với lại Chi Đà và con gái của Mai đã tới một cái tiệm nail này thì mình cũng không biết tại vì hôm nay là ngày nghỉ ngày lễ đó nên thật ra rất là đông người họ đi làm nail. 3 pedicure, 2 adult and 1 kids. Nên thành ra là nãy giờ Mai gọi rất là nhiều người nơi nhưng mà người ta không có rảnh á cô chú anh chị. Họ nói tới chiều lận thì hôm nay Mai hỏi đây thử coi nếu mà họ nhận mình thì mình làm, còn nếu không thì mình sẽ đi vô Marshall mua sắm. Đó, chị Đà vô đi hỏi rồi thì người ta nói là bận rồi. Mình biết ngay mà tại vì hôm nay á là hả? Với lại yeah. Đúng rồi, hôm nay là ngày nghỉ nên thành ra là tầm tiệm nào cũng đông hết trơn á. Muốn đi làm nail cũng khó luôn. Cuối cùng thì nhà mình đi vô Marshall, không có đi làm nail được. Đây, bầu đàn thê tử. Ok, we can buy the nails, the fake nail, put it on. The breast nail. Mình vô đây mình có thể, mình nói vậy. No, do not. Giờ đây mình nói giỡn là Mai nói giỡn là mình có thể mình mua cái mà fake nail của chú vậy mình dán lên. Oh, we need a car. Hansel. Only one. Đây cửa hàng Marshall ở gần nhà Mai ha. Marshall này thì Mai thấy chất lượng hàng hóa khá là ổn của chú anh chị. Tại vì Marshall này thì ở khu vực này thì dân cư cũng khá là ok nên là đây cái váy này dễ thương quá ha. Sao mà cái gì dơ dữ trời, ai làm cái gì mà dơ dữ. It's so cute, Jada, this one. Oh, it's
Okay. Jada nó thích màu xanh đó. Uh-huh. It's cute, Jada. Look good on you. Yeah, it's good with the slipper too. The heel too, okay? Nó hợp với lại cái đôi dép màu xanh đực chuối của Jada luôn á. Ý giời ơi. Cái này là 80 đồng. Yeah, em. It's good for you, right? Too big. Too big? Really? What size you are? Okay. Nó kêu cái đó bự quá. Con muốn mua cái gì? Rose water. Hả? Rose water. Là cái gì vậy? Nước hoa hồng hả? Yeah. Để làm chi vậy? So I can put it over here after I'm done showering. So it makes my hair shiny, smooth. Really? Yeah. A lot of people use it. Nó kêu là cái này để lên tóc nó, để cho nó bóng tóc á, sau khi mà gội đầu xong. Bao nhiêu tiền? 7 đồng. 7 đồng hả? Ok. Này Mai thì thích cái đầm này, mà chị Đà thì nó không thích kiểu này mà 179 đô lận. Mà nó bự so với Mai, nên thành nó thôi không có vừa. Đây, bà chị Đà bà đi coi giỏ nè. This one cute. Dễ thương ha, 25 đồng. It's cute, right? Oh my god, so cute. Dễ thương không cả nhà? Rất là dễ thương luôn ha. Có 25 đồng thôi. Coi bên trong này kìa. Oh, cái này là thậm chí là có cái dây đeo luôn nè cô chú anh chị. Cái dây đeo nè, thấy không? Đeo chéo á. Quá trời dễ thương nè. Hơi bự chút xíu. Đâu coi. Bà chị Đà đây. Yeah, a little bit. Được, it's okay. Chị Đà nó hỏi già không, nhìn già không, nó cũng được. 25 đồng à, nói chung là rẻ. Yeah. You know, go picnic and you have this one and you know, with the maxi dress, you know. Mặc cái đầm maxi xong rồi đi picnic chơi rồi mang cái giỏ này cũng dễ thương lắm ha. 25 đồng. Cái gì nữa bà? Bà điệu quá vậy. Nhiêu tiền? $8 for four. Ok. Này cả nhà coi mấy cái túi này nó cũng giống như cái túi của Chanel, LV này nọ đó, mà thấy toàn là đầu lâu không à. Hiệu này hiệu gì vậy trời? Dạ. Xíu mũi nó nói này nhìn giống chết quá. Ôi, cái này dễ thương nè cô chú anh chị. Cái này dễ thương nè ha. Cái này xinh nè con ha. That's for beach. For beach. Nó nói cái này để đi biển thôi. Xíu mũi nói vậy đó. And boardwalks. Với lại để đi dạo trên bờ biển thôi. In the summer. Chỉ đi dạo trên bờ biển thôi cả nhà ơi. Không đẹp hả? Đẹp mà. Đẹp chứ bộ. Xinh ha. Phụ nữ thì không bao nhiêu là đủ hết cả nhà. Có cái này thì nó thì sẽ ngó cái khác. Wow, cái này cho cô dâu nè nha. Cái này là thường hồi xưa là lúc mà Mai đám cưới là hay mua cái quỷ này nè cho cô dâu. Cái này giống như là this one for bride. Yes. You should have bought that. You should have came to Marshall's on your one year for getting married. Wow, cái này là hộp son. Đây nữa nè, cô dâu nữa nè, 9 đồng 99 nè. Đẹp ha. Chị Đà nó nói là bữa trước nó mua cái kẹp giống vậy nè. Cũng này cũng đẹp nè ha. Bữa chị Đà nó kẹp nhìn cũng đẹp lắm cả nhà. Mà cái này cũng đẹp nè. It's cute too, hun. That one? Mm-hmm. This one looks boring. This one looks boring? Xíu mũi nói này nhìn chán quá. Trời trời. But you have the tiny... này dễ thương quá. Xíu mũi nó chê là cái này dễ bị gãy lắm. Ủa bà cũng suy nghĩ dữ ha. Wow.
Cái này là cái cổ áo nè của chính chị, mình có thể mình mua mình phối giống như mấy cái áo của mình á. Ví dụ như cái áo này của Mai mà Mai phối cái cổ này vô thì giống như là cái áo Mai có một cái cổ vậy đó. Cũng xinh ha. Này nhiêu tiền ta? 9.99. Wow, dễ thương quá. Đây. Cái này đẹp nè. Cài tóc. Nó thấy không, vô đây lại nhảy vô cái quầy cài tóc, kẹp tóc mua nữa à. Mặc dù là mình có rất là nhiều nhưng mà không bao nhiêu là đủ hết á. Cái này là 4.50 nha. Đây là cột vô thành cái nơ nè, mấy cái đầm màu trắng thì Mai có thể cột cái dây màu trắng. Thế mà ở bên này người ta có nhiều đồ cột tóc màu trắng lắm mà Mai cột lên tóc á, mọi người nói giống cái tang ở Việt Nam mình á, hay có cái quan điểm đó ha. Nhưng mà ở bên này thì Mai thấy nó cũng bình thường à. Cái này đẹp hơn. Cái nào mà more expensive? This one has 4 and it's only $8. Oh. And this one has 2 and it's $9. À, nó giải thích là cái này nè, có tới 4 cái mà chỉ có 8 đồng thôi. Còn cái này mà có tới có 2 cái thôi mà tới cái này tới 9 đồng lận. Yeah, nên... they're good quality, so I get why it's that much. Yeah. Con muốn thì con lấy cái này đi, đừng lấy cái kia. Con thích cái nào? Ok, con thích cái đó thì con lấy cái đó. Ok. Và thấy không, xí muội là người đi mua đồ gì cũng coi vậy chứ cũng để ý giá lắm cô chú anh chị. Kinh khủng chưa? Ok. Đây mày thấy cái váy này khá đẹp ha, dễ thương nè, nhẹ nhàng, 25 đồng. Chắc mày lấy cái này. Phối lại nhiều cái áo khác được. Mai thì Mai thích mấy cái style mà bánh bèo như thế này lắm. Mai cũng rất thích mấy cái mà áo mà cái vải nó mỏng mỏng nhẹ nhẹ vậy nè cô chú anh chị. Đó, nhìn nó rất là nhẹ nhàng ha. Cái này thì nhìn nó hơi, cái màu nó hơi bị lớn lớn tuổi một chút ha. Cái hoa văn á. Chứ là this one look cute with the leggings too. Cái này mặc chung với cái quần ôm á, chắc cũng dễ thương ha. Đúng là phụ nữ ha, không có bao nhiêu là đủ hết. Vào đây vẫn cứ lựa như thường. Quần áo thì chất đống đống nhưng mà cứ vô đây là phải lựa thôi. Không thể nào mà nói lại, không thể nào mà nói không được. Mà cái này cũng dễ thương nè cả nhà, 34 đồng. Size son and size son, size M lận. Cái này bự quá. Cái này dễ thương. Ủa sao cái trên này để S mà cái này để size M. Cái này cũng dễ thương nè cả nhà ha. Cũng xinh á. Mình nghĩ là để thử cái này luôn đi. Cái này cũng dễ thương nữa nè, thấy không? Style của Mai là mấy cái bánh bèo như vậy nè. Nhưng mà phía sau lưng này thấy hở lưng quá. Thấy làm biến. Làm biến mặc mấy cái đồ hở như thế này. Xíu muội nãy giờ đi tìm chay đà để nó để cái đó lên. Ok, nó kia nó quay trở lại cái chỗ bán đồ làm đẹp. Bá Điệu dễ sợ. Tới giờ đây là mỗi đứa tẻ đi một hướng à, cô chú chị, tại vì mỗi đứa sẽ lựa theo quần áo mà mình thích ha. Hôm bữa Mai cũng có thử cái này nè rồi nhưng mà nó ôm nó ngắn lắm, không có được, không có đẹp. Mai nhớ hồi xưa Mai cũng có cái đầm giống như vậy nhưng mà cái màu màu khác, màu đậm hơn. Và lúc đó Mai mặc cái đầm đó, Mai chụp hình đứng kế cái bụi hoa hồng á, là làm hình đại diện, là ông xã Mai làm nguyên nhờ cái tấm hình đó đó. Mày nói với Chê Đà lần nào tới đây cũng phải đem cái gì đó về chứ không bao giờ mình đi về tay không hết. Chê Đà nói ừ đúng rồi. Cái quần ống bự. No, sometimes it's not good. Oh, something inside. Right here, see? Not good. Yeah. không được. Đây, tiệm Mai đang đi mua sắm á, thì cái chị tiệm nail ở gần nhà đó, thì chị có giờ rồi nên thành ra là chút xíu nữa mình đi mua sắm về thì mình sẽ ghé đó mình làm nail luôn. Too much. Cũng đỡ của chúng chị. Ah, this one cute. I like the color. Cái màu này dễ thương quá cô chú anh chị ha, xong nó còn xè xè ở dưới nữa, mình mặc cái quần mà ấy ra nhìn nó cũng xinh ha.
phía sau này nè, nó còn bị hở ra như vậy đó. Phía sau là mặt sẽ hở lưng nè. This one cute, Jada. This is cute. Now look at that, the back. You see? The back is so cute. What does body butter do? Đó, mình thích cái áo đó mà không có size nên là cùng vừa size Jada lấy thử luôn. Này gọi, cái này người ta gọi là cưỡng tay trên. Yeah, 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 yeah. What size is that? Smaller, I think so. XS, uh-huh, it's perfect. Okay, put it there. Vậy là hai đứa có hai cái giống nhau. Ooh, twin. Sinh đôi á. Cùng cha khác ông nội. Xíu mũi cứ hỏi cái gì mà body scrub và body butter, nó là khác nhau chỗ nào. Bà bắt đầu điệu rồi nha. Đó, có bạn thân là để rủ nhau đi chơi bời vậy, cô chú anh chị. À, nấu ăn cùng nhau xong rủ nhau chơi bời. Cái này á hả? Con thích không? Cái này nó vừa con không hả? Đây, đem ly lưng này mẹ coi coi, quay lưng này. Nó hơi rộng rộng, con thích không? Cái này con mặc cái quần bó. It's okay, if con muốn mặc cái legging. You can wear with the legging. What legging? The legging, the black one. This one or this one? Nó là chị Đào bả lựa được cái váy nữa rồi. May là chị Đào bội thu. I'm with the boot. I need a fuck. This is your size. It's cute. But I don't like this one too much. I like that one. It's the design. That is everything. Nothing. Okay, let's try it on. Put it there. Let's try it. Nó kêu là cái đó nó hợp với Mai. Nó thích cái kiểu đó nhưng mà nó không có size của nó. Nó hợp với Mai đó. Mai kêu okay vậy để đi tập thử nó. Chị Đà. Đó, bà Chị Đà là bà rờ vô cái váy này nè cô chú anh chị. Chị Đà nó rất thích những cái màu sặc sỡ ha. Cái đó là cái đặc trưng của người Thái rồi. Rất là thích đeo vàng. Chị Đà thì được cái nó không thích đeo vàng nhưng mà nó thích những cái màu sặc sỡ lắm. Xanh đợt chuối, màu cam, thấy không? Nó dở cái nào là chói lóa cái đó luôn á. À, thấy không? Mai biết tính của bạn Mai mà nó nhìn nó mang đôi giày thôi là cũng ấy nữa. Ừ. Thấy không? Xíu mội lựa đúng ý Chị Đà cái màu xanh đợt chuối. Ừ, chiếm mũi lựa cho Chị Đà đó. Đưa cho Chị Đà một xanh đật chuối. Ok. Gì con? À, chiếm mũi đó biết kính của Mai là thích flower. Thank you honey, but it's big to me. I have one at home already, but different flower, you remember? Mai có một cái giống như vậy ở nhà, nhưng mà khác cái màu thôi. Xíu mội là nhiệt tình lựa giùm mẹ với lại lựa giùm cô lắm nha. Xíu mội lựa cho Chị Đà cái màu cam đó đó. Xíu mội biết lắm. Đây Mai thích cái váy này nè cô chú anh chị. Cái váy dài dài như thế này. Mai thì thích những cái dài dài như thế này lắm. Oh thank you. It's 8. Oh đẹp á. Chị Đà it's nice. I like it. Trời ơi, đây nó chồng vô cho Mai thử nè, cô chính chị coi nó chồng đồ tắm vô. Your size 8. Ok, thank you, no. My size 2, 0, 0, not 2. Nó đem tới nó đưa Chị Đà thử. Đồ tắm. Chị Đà hỏi, con có thấy màu đen được không? Nó đi tìm màu đen cho Chị Đà rồi. Okay, this is nice. Yeah, that's nice, you know. Đó, mùa hè đến là ở đây người ta bỏ đồ tắm ra, đồ bơi ra, bắt đầu là chuẩn bị cho mùa hè của chính chị. Rất là nhiều luôn. Ở xíu mũi đem này tới đấy là mẹ, cái này chụp của mẹ nè, cái kiểu của mẹ nè. Trời ơi, coi bả nè. Bả đi lựa giùm Mai với Chị Đà, để chung là đi ra mua sắm nhiệt tình lắm cô chú anh chị. Trời, còn đổi nón cho thử. Cái gì đợi ngược lại vậy đó hả? Ghê vậy. She say this is my style. Wow, cái áo Adidas này có 20 đồng nè cô chú anh chị. Size L là size của bố Mai nè. Mà Mai không biết cái này bố Mai có mặc không. Cái kiểu này nhìn cũng ok ha. Mà cái màu thì có đôi khi thì nó hơi, không biết bố Mai có thích không. Chị Đà, do you think it look ok and not ok the color? No. Chị Đà nó thấy hồng, không ok. Ok thì trả lời. Mấy cái áo Adidas thì nhìn nó sẽ mát đó cô chú anh chị. Mình nghĩ vậy. Thấy rờ vô thun nó mát mát. Cái màu này đúng hơi rợ thiệt.
Để mày coi cái áo Adidas cho mày cái đã. Hình như có cái kiểu này được nè. L nè, đúng rồi. Kiểu này mua cho bố mày được nè. Màu trắng. Wow, dễ thương quá. Đúng rồi, 19 đồng 99. Mua về cho bố được. Mua cái này. Đàn ông thì mình sẽ dễ mua hơn rất là nhiều ha. Phụ nữ thì khó mua. Phụ nữ thì kiểu này kiểu kia. Mua về cho mẹ mai. Mẹ mai cũng không thích nữa. Nên mua cái này cho bố. I buy for my dad. That's good. Yes. That's good, right? It doesn't look totally bad on me. Really? Yeah. Okay. Bà đợi mua cái nón. Được rồi. Cái này có phải của kiểu của con thích không? Yeah. Đúng không? Hả? It's okay. Con thích cái kiểu đó đúng không? Còn màu nào nữa không? Coi coi bà nè. Đó. Ok. Siêu mũi rất là thích cái áo màu trắng ha. Cười chạy chạy. Mày ra đây mày coi, sẵn tiện coi cho bố luôn. Cái nào màu hồng này được không trời? Màu hồng này hơi bị lố quá ha. Bây giờ thỉnh thoảng thì mày đi thì mày thấy cái gì được thì mày mua thôi, chứ còn cũng không có phải là. Để mày coi. Màu hồng. Gì con? Màu đen. Size nhỏ quá. Không vừa. Thôi cái đó không đẹp. Oh thank you. No I don't like this one. The material I don't like. Thank you. Thank you so much. Coi bả kìa. OS. Is that your size? Are you? No I don't think it's your size. It's big. It's really big. I think it will be big. Yeah. Này. It is. Cái này, I think that this is Ngân size. Not your size. Put it back, please. If it fits you, it will buy, but no, it not fit, you know? She doesn't like the button, yeah. Đó, bà rất là thích áo trắng. It's too big, con. It's too big. It's too big. Bây giờ Mai sẽ đi quay cái chỗ bán giày coi thử coi. Coi có bộ giày nào mùa hè mà nó hợp với mình hay không. Wow, size bự đây nè. Crocs. Foot Locker. Đây là size nhỏ nè, size 5 nè cả nhà. Đây Michael Kors nè cả nhà ơi. Cái đôi này là này cũng rẻ nè, không có mắc đâu. Này 50 đồng của chú anh chị ha. 50 đồng là 1.150.000 đó. Cái này, đôi giày Reebok này là 25 đồng. Reebok. Rẻ ha. Khá là rẻ. Thật ra mà mai mua đôi giày Trung Quốc á cô chú anh chị mà nó còn mắc hơn là mấy cái đôi hàng hiệu ở đây nó thật sự luôn á. Tại vì mấy cái đôi sale ở đây nó rất là rẻ. Wow, Michael Kors nè. Đôi này xinh nè cô chú anh chị. Chắc mày lấy đôi này quá, đôi này 60 đồng ha. Tại vì đôi này mình mang vô nó cao lên được, nó tăng chiều cao ha. Wow wow wow, cái này xinh nè. Xinh. 60 đồng. Size 5 là đúng là size của Mai luôn á. Mai ít khi nào có giày sneaker lắm nên thôi cứ lấy đi. Này. Còn đôi này là đôi North Face là mang đi trời lạnh á cả nhà. Mang đi tuyết đi gì, nó có hai lớp nè cô chú chị thấy không, cái lớp này là để tránh mưa hay sao nè, tránh nước á ở bên ngoài ha. Còn ở trong này là đó, bên này họ có rất là nhiều loại giày chuyên dụng thấy không, ở trong này nó có hai lớp nè, lớp bên trong nè. Rồi cái đôi dép này để mang đi biển cũng được á ha. Đây chế đa. Look at this. À, bánh mì đi biển. Size 6. Mang giống ổ bánh mì lắm á. Cái này chắc nhiều bạn trẻ sẽ thích nè. Để mày coi giá nhiêu để mày nói với mọi người. 30 đồng cả nhà ơi. Đó.
Rẻ ha, 30 đồng cũng rẻ chứ bộ. Cái này là Michael Kors mà, đâu có phải là hàng thường đâu. Nói chung là đồ giảm giá bên này thì rất là rẻ. Đây, giày mùa hè Michael Kors nè, cao nè, 60 đồng nè. Đây, Kate Spade nè, dép nè, 30 đồng của chính chị. Kate Spade. Jada, I'll take this one. Oh, it's cute. I take the sneaker, you know. Oh, you buy sneaker too. Nó bán, nó mua đôi này nè. Chân của bà bự nữa, mua đôi. Good. What size you are? 7? 7. Uh-huh. Really, yeah, if you like, yeah. I think you're the four. Oh my god, be careful. Đã bị xúc nguyên cái móng chân rồi. Đáng sợ. Hồi cái đây có nhiều đôi mắc cười ha. Mùa hè bắt đầu người ta lôi dép mũ ra, người ta bán quá trời của chúng chị. Sexy, sexy. Hi Jada, it's cute, đấy. The young people like this one, đấy. It looks soft, đấy. Nó nhìn mềm á. Cũng không có mềm lắm mà nhìn cũng ok. Yay. Really? À, cái đôi giày đó tên là Mia, nó nói vậy đó. Rồi, Mai đi một vòng thì Mai chỉ thấy có một đôi đó được thôi. Ờ, cái đôi dép mũ nè. Dép mũ này đi hồ bơi không có bị ướt ha. 35 đồng. Ôi, nói chung là ở đây thì giày dép thì bao la. Wow, cái này cũng dễ thương nè, có chính chị size 5.5 ha. Bây giờ mới thấy là mang mấy cái đôi giày này, cái đôi giày mới bây giờ đó, đôi nào nó cũng cao cao vậy á, nó dễ thương lắm, nó mang nó hơi hắt dáng, nó không có bị xấu ha cô chú anh chị. Hồi xưa mấy mang mấy đôi sneaker mà cái đế nó thấp thấp á, nhìn nó xấu dữ lắm. Bởi vậy mà ít có mang sneaker là vậy đó. Bây giờ là đỡ rồi, giờ mình sẽ thử mang sneaker coi sao. Michael Kors nè cô chú anh chị thấy không, 35 đồng ạ, rất là nhiều luôn. Bạc ngàn. Đây Michael Kors nè. Is it small for you? Yeah. Size đó size 6 nó hơi nhỏ. You like this one? This one? This one really soft. Wow, cái này nó còn mềm hơn là cái đôi Michael Kors đó luôn. This one even softer than Michael Kors. That Michael Kors. Size 8. Is it same about your okay. Crocs. Ah, oh, yeah, here. Yeah. Is it Crocs here? Mhm. Yeah, Crocs nè. Yes. Oh so soft, right? Yeah. My god, cái đôi giày này nó mềm dã man luôn cô chú anh chị. Nó mềm dữ lắm, mà nó như ổ bánh mì vậy đó. It's just big for us, but then you, I just wanted to tell you to try it. It's so soft, right? Wow, nó mềm, thiệt là mềm. Ủa, nó mềm lắm luôn á nha. Nó mềm hả? Nó mềm như là mềm như là kẹo bông gòn vậy đó. Nhẹ nữa, mà hơi bự nha. Ồ, mấy đôi Crocs ở đây có 25 đồng, 30 đồng. Chứ bữa xíu muội mua đôi Crocs đó 40 đồng á cô chú anh chị. Tại vì bữa mình mua đâu có on sale đâu. Mấy đôi này là mấy đôi on sale ha. I think I can buy. À ok. Bà nói bà muốn mua cái đôi màu trắng thôi mà bà mua mấy cái miếng này kia dán lên. Good? No, no good? Not much salt. Okay. Oh yeah, cheetah. I just rồi cái ổ bánh mì rồi cái gì? 16 đồng. Cái đòi này cũng mắc lắm nha. OCG. Mang giờ một phát là... Okay. No, I cannot try it. No? Câu này khó cũng cười. Nó kêu Mai là cái hiệu này tốt nè, mày ăn thử đi, mềm lắm. Thôi, trả mày nè, mày để đâu vậy? Mỹ xứ ha. Đây nè.
Oh, Michael Kors. Yeah. Soft, right? Soft, smooth. Uh-huh. I know, I saw that, anh có theo. Uh-huh. Cái đôi giày nhìn ở bên giống như đập cái pẹt vô mặt vậy. Đó, mùa hè đến rồi, mùa hè đến rồi, dép Lào tới thời rồi nha. Tới thời của mấy bạn dép Lào rồi đó. Với cái đôi này giống như bắt chước cái Valentino nhưng mà không bắt chước lắm ha. Yeah. Ok, go. Go, go. Mấy cái đó đau chân rồi, mình đi thử thử đồ thôi cô chú anh chị. Ở trong này bán đầy đủ ha. Wow, mấy cái ga giường này cả nhà. Mà rất là thích. Có thể mình sẽ đi mua một bộ màu hồng nữa mình thay đổi ở nhà ha. Và cái bộ king này cũng đẹp nè ha. Cái bộ hồng viền trắng nè. Cũng xinh xinh đó. Nhà Mai thì đang có một bộ là màu trắng king nè. Cái này cũng xinh nè. Ở đây có rất là nhiều cái bộ ga giường rất là đẹp luôn á ha. Mai thì thích những cái màu nhã nhặn, ví dụ như là màu hồng hoặc là màu trắng hoặc là màu xám á cô chú anh chị. Màu kem cũng được ha. Đây như cái bộ màu xám này có 60 đồng thôi. Rẻ ha. Trong bộ này có 6 cái ha. 1 2 3 4 5 6. 6 cái tất cả. Mai mua cái thùng rác về. Nhà thùng rác để trong phòng làm việc của Mai á ha. Cái này đi, hay cái này. Thôi mày lấy cái này nó nhỏ gọn. Ôi, đây có cái này dễ thương quá, cái này làm cái bàn cũng được nè. Cái bàn để làm cà phê ha, cái 59 đồng. Wow, hay quá ta. Mà để bên ngoài có thể mình có thể mua hai cái ghế nhựa ha. Mà sao nó lung lay quá, nó không có được thẳng thắn. Thôi khỏi đi, về bây. Về, 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 về. Chị Đà nó đi tới kia rồi. Ôi, why? Oh, it's what? Oh, I think it's the design. No, it isn't. No. No. No, nó bị móp rồi, nó bị móp rồi. Thôi. Maybe I can fix it. No, cannot fix it. Đó, dọc theo cái chỗ tính tiền này, cô chú anh chị họ để rất là nhiều mấy cái đồ mà nhìn cũng hấp dẫn lắm ha. Nhìn là muốn lấy bỏ vô túi liền nè, muốn mua thêm à. Ví dụ như mấy cái đồ này là để trên xe hơi nè ha. Để mình bỏ rác, bỏ rưới cho nó gọn. Nhưng mà ông xã Mai thì không bao giờ thích mà bỏ sọt rác trên xe hơi, tại nó sẽ rất là dơ ha. Có gì là mình mang ra liền. À, đây là cái cây vét bột nè cô chú anh chị. Cây vét bột này là 5 đồng ha. Đúng là hôm nay ngày lễ nên thành ra là cái tính tiền nó dài dòng giặt luôn cô chú anh chị. Tại vì ai cũng được nghỉ, ai cũng tranh thủ đi mua sắm ha. Đây, đây là chỗ bán mấy cái cuốn tóc này cô chú anh chị, sấy tóc á ha. Đó. Hồi xưa mai vô đây mai mua một cây này 50 đồng cô chú anh chị. Ok. Sư muội nó nói là nó nhớ khi mà chị Hai đi ra cái đi cắt tóc. Đừng có chọc chị Hai nha. Đó, mấy cái cây này hồi xưa mày mua ở đây. Mấy cái cây mày mua rẻ lắm, có 20 đồng mà. Nhưng mà cuối cùng end up là phải mua một cây khác tới mấy trăm đô luôn. Đây là những cái bức tranh trang trí ha. Đẹp bộ. Mày thấy đẹp mà. Mày thích cái gì nè. Đó. Đó. Elegant. Ai, mấy cái muỗng đũa này là nhìn giống y như là inox thiệt cô chú chị, nhưng mà không nha, mấy cái này bằng nhựa để chơi được mấy bữa tiệc thôi đó. Mà giống y chang rồi cô chú chị thấy không? Trời ơi, nhìn nó lịch sự ha, 9 đồng 99. Chết à, this is a party. It look really real, right? It look real. Yeah, I know plastic, but it look really real. Okay, let's not get mad, we can get... Okay, man, I know how to... This is very shoe. No. Just get two of them. Nó nói là cái này để cho con mèo nè. Mua cho con mèo đi. No. Just two. No. Two. Thôi đủ rồi. Nó nói là cái này mua cho con mèo nè. Perfect, hoàn hảo. Hai đôi luôn. Là hai đôi, là một đôi trước, một đôi sau. Jada. She want to put this one on the cat, but
I don't think the cat let her do that. Two cats. Đây cả nhà, đây là cái coi chỉ tay nè ha. Thấy không? À, see? I like this. This is coi chỉ tay nè, cái đường này là đường sống nè. I like cái đường this. Này là đường tình yên nè. Like đường this. Tình duyên nè. Thấy không? Đường kết hôn nè. Ghê thiệt. Này chắc mua cho. Chứ mọi người hỏi sao cái bình nước này bự dữ vậy? Một ngày con phải uống hết nhiêu đó nước đó. Thấy không? Khi mà con uống tới đây á là ok, sắp xong rồi nè. Tới đây là gần xong rồi. Tới đây là tuyệt vời, đây là khát nước. Oh my god, quá trời bự. Từ đây xuống đây chứ, từ trên này. I drink like until here. Đây đây, đây có sùng rác đây. Mắc mớ thì mình phải đi vô trong chứ. This color is nice, right? Chắc mình lấy cái này quá. For my office. Wait, that one? Yeah. Oh, well, that's for kitchen though. Sư muội nói là ủa cái thùng rác này cho nhà bếp mà. Tại vì đây nó có chữ kitchen rồi có chứ anh chị. Can I have this for my room? Sư muội, come down. Yeah. Sư muội vẫn còn mê mẩn. No, I'm good, thank you. Chứ là nó chỉ may mấy cái mà nail giả đây nè. Chưa mua về dán vô đi. Thôi đi con, được rồi. Yeah. Đây. Mấy đôi dép mềm mềm đây nè. This one is really good too. Cái này để đựng gia vị của chính chị mình có thể mình. Yeah, plastic, let's see. Rất là tốt nha, mình để như vậy là nó đóng lại của chính chị ở trong này. Wow, thì ra là ở đây bán nè. Màu trắng đẹp ha. Mình có thể đựng đường, đựng gì đó đây. Nhưng mà cái kiểu mình ôm cái này nó hơi bị trơn chút xíu. Đựng đậu nè của chính chị, người ta chỉ cho mình đựng mấy loại đậu ha. Cuối cùng mình cũng đã tới được đích rồi đây, sắp tới rồi. Vui không? Hôm nay đi shopping vui không? Vui hả? Đây, tới lượt mình rồi. Đây, hôm nay là Mai mua 400 đô. Đỡ hơn mọi lần mua nhiều hơn. Đây, dây đà thì xài 190 đồng là 200 đô. Xong. Đó, xíu muội ngoan lắm nha, xíu muội đi là xíu muội đẩy xe nha. Giỏi dữ ta. Đó, con nít ở đây là tụi nó giúp đỡ lắm cô chú anh chị. Mỗi đứa mỗi tay khiêng phụ ba mẹ, thấy không? Đó, đầy một xe. Về được rồi. Đây là tiết mục thử đồ của Mai nè cô chú anh chị. Cái váy này cũng dễ thương quá ha. Nó cứng cứng nhưng mà nó rất là đứng form ha. Wow, xinh quá. Mai cũng thích cái này ạ. Mai thích mấy cái kiểu dài dài vậy nè. Không hiểu sao bây giờ Mai rất là thích mấy cái váy dài dài. Mang về cao gót lên ha. Đẹp quá, ông xã Mai cũng thích nữa. Này, cái váy này Mai thử lúc nãy là 119 đô mà giảm còn 29,99 là 30 đô đó cô chú chị. Thì bây giờ Mai đã thử qua cái váy màu vàng này tiếp đây. Không biết sao dạo này lại thích cái màu vàng ha. Tự nhiên cái năm nay Mai lại chuyển qua Mai thích màu vàng. Cũng được cô chú chị. Không có gọi là quá xuất sắc nhưng mà cũng nhẹ nhàng, cũng ok ha. Cũng ổn. Thì cái này nếu mà Mai thích thì Mai mặc vậy cũng được. Còn nếu không thích thì Mai có thể khoác một cái áo khoác nhẹ nhẹ bên ngoài cũng xong ha. Cũng được cô chú chị. Mọi người thấy sao? Mai thì Mai thấy cũng ổn. Đây, cái váy này cũng có 20 đồng thôi. Đây, cái váy này thì là 198 đồng, giảm còn 80 đồng, 99 là 81 đồng đó cô chú anh chị. Cái váy này thì chị Đà nó lấy nó đưa cho Mai, nhưng mà Mai thật sự là Mai không có thích nó lắm. Tại vì cái kiểu này nó nhiều quá, còn tụi Thái thì nó sẽ thích ha. Còn Mai thì Mai thấy nó thôi, nó trùm rà quá, chắc cái này Mai sẽ đem trả lại, Mai không lấy đâu. Nhìn nó không có được sang, nhìn nó rất là kỳ kỳ, không biết nữa. Đây, cái váy này là 25 đồng, nhưng mà Mai thấy cũng không có thích nó lắm nữa. Cũng bình thường thôi, nếu mà mình mặc nhìn nó sao sao ha, không có đẹp lắm. Còn cái áo này thì Mai thích nè, cái áo này 15 đồng mà cô chú anh chị. Cái áo này cái màu rất là xinh ha. Cái áo này thì mình có thể mặc với những cái quần giống như là quần short, hoặc là mặc quần quần bó cô chú anh chị. Này, phía sau nó xinh lắm, phía sau nó là
hai bên nó sẽ hở cái lưng ra một chút xíu ha. Chứ làm sao cho mọi người thấy được. Đây phía sau nó là như thế này nè, đó. Chắc là cả nhà sẽ nhìn thấy ha, trong cái kiến của Mai đó. Phía sau nhìn cũng xinh xinh, cái áo này có 15 đồng à. Đây cái váy cuối cùng của Mai là cái này, 35 đồng hay nhiêu á. Cũng xinh, cô chú anh chị thấy cũng thoải mái. Mai thì thích mấy cái rộng rãi như thế này lắm. Mặc dù nó hơi thùng thùng một chút xíu nhưng mà mình cảm thấy nó thoải mái. Mai mà ốm chút xíu nữa thì mặc chắc là xinh hơn. Nhưng mà Mai có vẻ không được ốm cho lắm ha. Mai vẫn còn hơi tròn trịa của người đã có con rồi. Nhưng mà ốm quá thì nhìn mình già lắm. Nói chung là mình lớn tuổi rồi mà mình ốm quá thì mình hơi bị già. Cái này 35 đồng cô chú anh chị, xinh ha. Mai thấy khá là ổn. Cái váy này nhìn à, ở ngoài thấy khá là ổn ha. Thì nhìn mình sẽ đầy đặn nhưng mà cũng không có mập quá đâu. Ông xã Mai với con gái Mai cũng thích cái đầm này. Đó cô chú anh chị, cảm ơn cả nhà đã cùng với Mai bế mẹ con rồi với Chê Đà đi mua sắm ngày hôm nay. Và Mai thử đồ cho mọi người xem đó, thì hy vọng là mọi người yêu thích cái video ngày hôm nay của Mai. Mai cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Mai xin chào tạm biệt cả nhà và xin hẹn gặp lại cả nhà ở những video sau nha.